Kênh thể thao của đài truyền hình Fanpage xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Gần đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Rất tốt. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Đánh đầu! Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Đường chuyền chuẩn xác. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Phối hợp khá đơn giản. Mất bóng rồi. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Bóng đã được phát ra. Hiệp 1 của trận đấu còn 15 phút. Một quả ném biên. Một đường chuyền dài. Cặp trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn.
nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Trong tất cả các giải đấu ở châu Âu thì những cầu thủ chạy cánh của giải Ngoại hạng Anh thường là những cầu thủ có tốc độ và sức dướn rất tốt, rất nhịp nhàng. Trọng tài đã bắt việt vị rất chính xác. Hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ này lại có thể bỏ qua một cơ hội ngon ăn đến như vậy. Chuyền vào trong. Cản phá rất quyết đoán. Chuyền vào trong. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Ngăn chặn kịp thời. Một cú sút. Chúng ta có thể thấy rõ được khuôn mặt rất thất vọng của huấn luyện viên ở ngoài đường pit. Cơ hội đã trôi qua. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chưa bóng vào trong. Pha xử lý rất cầu thả. Biame phạm lỗi rồi. Tình huống bắt bài rất hợp lý. Đường chuyền rất cầu thả. Cắt bóng rất dễ dàng. Pha bắt bài là rất tốt. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung.
chọc khe rất tinh tế. Tỷ số lúc này đang có cách biệt là 3 bàn. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.